Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 6. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Khi nào ai mắc tội phạm đến Đức Giê-hô-va hoặc nói dối cùng người lân cận mình về đồ vật gửi hay là tin mà giao cho, hoặc về một tài vật trộm cắp hoặc giật lấy của người lân cận mình, hoặc nếu xí được một của mất mà nói dối về của đó, hoặc thề dối về một trong các việc người ta phạm tội được, khi nào đã phạm và mắc lỗi như vậy thì phải trả lại vật mình đã ăn cắp, hoặc vật đã giật lấy, hoặc vật đã tin gửi cho, hoặc vật làm mất xí được, hoặc về các món người đã thề dối. Người phải thường nguyên lại và phụ thêm một phần năm giá trị mà giao cho chủ vật đó ngày nào mình dâng của lễ chuộc sự mắc lỗi. Tùy theo sự đánh giá của ngươi, người ấy phải bắt trong bầy một chiên đực không tỳ vít chi dẫn đến thầy tế lễ mà dâng cho Đức Giê-hô-va đặng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi mình. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va, thì lỗi người sẽ được tha, bất luận lỗi nào người đã mắc. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền lệnh này cho A-rôn cùng các con trai người. Này là luật về của lễ thiêu. Của lễ thiêu phải ở trên đống lửa tại bàn thờ trọn đêm cho đến sáng mai, và lửa của bàn thờ giữ cho cháy luôn. Thầy tế lễ sẽ mặc áo lá trong và quần bằng vải gai che thân mình, rồi hốt tro của lửa đã đốt của lễ thiêu trên bàn thờ và đổ gần bên bàn thờ. Đoạn, cởi áo này, mặc áo khác, đem tro này ra ngoài trại quân, đổ trong một nơi tinh sạch. Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn luôn, không nên tắt. Mỗi buổi sáng, thầy tế lễ sẽ lấy củi chụm lửa thêm, sắp của lễ thiêu lên trên và xong những mỡ về của lễ thù ân tại đó. Lửa hằng cháy luôn luôn trên bàn thờ, chẳng nên tắt. Đây là luật về của lễ chay. Các con trai A-rôn phải dâng của lễ này tại phía trước bàn thờ, trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ sẽ lấy một nắm bột lọc trong của lễ chay và dầu, cùng hết thảy nhũ hương ở trên, đem xông trên bàn thờ làm kỷ niệm về một của lễ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Phần còn dư lại, A-rôn và các con trai người sẽ ăn không pha men tại một nơi thánh, tức là ăn tại hành lang của hội mạc. Họ không nên nấu bột đó với men, ấy là phần ta cho họ do trong các của lễ ta dùng lửa dâng lên, thật là một vật chí thánh như của lễ chuộc tội và của lễ chuộc sự mắc lỗi. Phàm người nam trong vòng con cái A-rôn sẽ ăn lấy, ấy là một luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi về những của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ai đụng đến những của lễ đó sẽ nên thánh. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Này là của lễ A-rôn và các con trai người phải dâng cho Đức Giê-hô-va trong ngày họ chịu phép sức dầu. Một phần mười ê-pha bột lọc làm của lễ chay thường thường, sáng một phân nửa, chiều một phân nửa. Của lễ đó sẽ chiên sẵn trên chảo trộn với dầu. Chín rồi, người phải đem đến cắt ra từ miếng sẵn, dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Con trai nào của A-rôn chịu sức dầu đặng thế cho người làm thầy tế lễ cũng phải dâng của lễ này. Ấy là một luật lệ đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ phải xong hết trọn của lễ này. Phàm của lễ chay của thầy tế lễ nào thì phải đốt hết, không nên ăn. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền cho A-rôn và các con trai người rằng: Đây là luật về của lễ chuộc tội. Phải giết con sinh tế chuộc tội trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi người ta giết con sinh về của lễ thiêu. Ấy là một vật chí thánh. Thầy tế lễ đứng dâng con sinh tế chuộc tội phải ăn thịt nó trong một nơi thánh, tức là trong hành lang của hội mạc. Hễ ai đụng đến thịt con sinh sẽ nên thánh, và nếu huyết nó văng trên áo nào thì phải giặt áo đó trong một nơi thánh. Nồi đất dùng nấu thịt đó sẽ đập bể đi. Nếu nồi nấu bằng đồng thì sẽ cạo và rửa nước cho sạch. Hễ người nam trong vòng những thầy tế lễ sẽ ăn thịt đó, ấy là một vật chí thánh.
nhưng chẳng nên ăn thịt con sinh tế chuộc tội, có huyết nó đem vào hội mạc, đặng làm của lễ chuộc tội nơi đền thánh. Hãy đốt nó đi. Chương 7. Đây là luật lệ về của lễ chuộc sự mắc lỗi, ấy là một vật chí thánh. Trong nơi người ta giết con sinh dùng làm của lễ thiêu, thì hãy giết con sinh tế chuộc sự mắc lỗi, rồi rưới huyết ở chung quanh trên bàn thờ. Đoạn dâng hết thảy mỡ, đuôi và mỡ chài, hai trái cật và mỡ hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật. Thầy tế lễ sẽ xông hết trên bàn thờ làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ chuộc sự mắc lỗi. Mọi người nam trong vòng những thầy tế lễ sẽ ăn thịt đó tại trong một nơi thánh. Ấy là một vật chí thánh. Của lễ chuộc sự mắc lỗi cũng như của lễ chuộc tội đồng một luật lệ nhau. Con sinh sẽ thuộc về thầy tế lễ nào đã dùng nó làm lễ chuộc tội. Còn thầy tế lễ dâng của lễ thiêu cho ai sẽ được miếng da của con sinh dùng làm của lễ thiêu đó. Phàm của lễ chay nào, hoặc nấu trong lò, hoặc chiên trên chảo hay là nướng trên vỉ, thì thuộc về thầy tế lễ đã đứng dâng. Phàm của lễ chay hoặc chế dầu hoặc khô, phải cứ một mực phân cho các con trai Aaron. Đây là luật lệ về của lễ thù ân mà người ta phải dâng cho Đức Giê-hô-va. Nếu ai dâng của lễ đó đặng cảm tạ, thì phải dâng chung với của lễ thù ân những bánh nhỏ không pha men, chế dầu, bánh tráng không pha men, thoa dầu, bột lọc trộn làm bánh nhỏ, chế dầu. Lại phải thêm bánh có pha men mà dâng với của lễ thù ân cảm tạ. Họ sẽ lấy một phần trong mỗi lễ vật làm của lễ chay dơ lên dâng cho Đức Giê-hô-va. Của lễ đó sẽ thuộc về thầy tế lễ đã rưới huyết của con sinh tế thù ân. Thịt của con sinh tế cảm tạ thù ân thì phải ăn hết nội ngày đã dâng lên, không nên để sót chi lại đến sáng mai. Nếu của lễ dâng về việc thường nguyện hay là lạc ý, thì phải ăn con sinh đó nội trong ngày đã dâng lên, còn dư lại thì ăn ngày mai. Nhưng phần còn dư lại đến ngày thứ ba thì phải thiêu đi. Nếu ai ăn thịt của lễ thù ân trong ngày thứ ba, thì người nào dâng của lễ đó sẽ chẳng được nhậm và chẳng kể chi của lễ đó cho người nữa. Ấy là một điều gớm ghê, ai ăn thịt đó sẽ mang lấy tội mình. Cũng chẳng nên ăn thịt đã đụng đến vật chi ô uế, phải thiêu đi. Còn thịt nào ăn được, ai tinh sạch mới nên ăn. Ai đã bị ô uế lại ăn thịt của lễ thù ân vẫn thuộc về Đức Giê-hô-va thì sẽ bị truất khỏi dân sự mình. Nếu ai đụng đến sự ô uế hoặc của loài người hoặc của loài vật hay là điều gì ghê gớm mà lại ăn thịt của lễ thù ân vẫn thuộc về Đức Giê-hô-va thì sẽ bị truất khỏi dân sự mình. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng chẳng nên ăn một thứ mỡ nào của bò, chiên hay là dê. Mỡ của con thú nào chết hay là bị xé sẽ được dùng về mọi việc, nhưng các ngươi không nên ăn, vì ai ăn mỡ của những thú người ta dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va sẽ bị truất khỏi dân sự mình. Trong nơi nào các ngươi ở chẳng nên ăn huyết, hoặc của loài chim hay là của loài súc vật. Phàm ai ăn một thứ huyết nào sẽ bị truất khỏi dân sự mình. Đức Giê-hô-va còn phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng người nào dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va phải đem đến cho Ngài lễ vật do trong của lễ thù ân mình. Chính tay người sẽ đem phần phải dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, tức là mỡ và cái o. Cái o để đặng dùng làm của lễ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi thầy tế lễ sẽ xông mỡ trên bàn thờ. Còn cái o thì thuộc về phần A-rôn và các con trai người. Các ngươi cũng sẽ cho thầy tế lễ cái giò hữu về của lễ thù ân đặng làm của lễ dơ lên. Còn ai trong vòng các con trai A-rôn dâng huyết và mỡ của con sinh tế thù ân thì sẽ được phần cái giò hữu. Vì trong những của lễ thù ân của dân Israel, ta lấy cái o mà họ đưa qua đưa lại trước mặt ta và cái giò mà họ dâng dơ lên đặng ban cho thầy tế lễ A-rôn và các con trai người, chiếu theo luật lệ đời đời mà dân Israel phải giữ theo. Ấy là phần trong những của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va mà phép sức dầu sẽ truyền cho A-rôn và các con trai người trong ngày nào lập họ làm chức tế lễ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn dân Israel phải ban cho họ từ ngày họ chịu phép sức dầu. Ấy là một luật lệ đời đời
trải qua các thế đại. Đó là luật về của lễ thiêu, về của lễ chay, về của lễ chuộc tội, về của lễ chuộc sự mắc lỗi, về của lễ phong chức và về của lễ thù ân mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Mô-sê tại trên núi Sinai khi Ngài dặn biểu dân Israel dâng của lễ mình cho Đức Giê-hô-va trong đồng vắng Sinai. Thi Thiên 34. Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, những người hiền từ sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Chúng ngửa trông Chúa thì được chói sáng, mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn. Kẻ khốn cùng này có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, giải cứu người khỏi các điều gian truân. Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử tơ bị thiếu kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Hỡi các con, hãy đến nghe ta, ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ai là người ưa thích sự sống và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành? Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác và môi mình khỏi sự dối gạt. Hãy tránh sự ác và làm điều lành, hãy tìm kiếm sự hòa bình và đeo đuổi sự ấy. Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ làm ác, đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Người công bình bị nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Ngài giữ hết thảy xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy. Sự dữ sẽ giết kẻ ác, những kẻ ghét người công bình sẽ bị định tội. Đức Giê-hô-va chuộc linh hồn của kẻ tôi tớ Ngài. Phàm ai nương náu mình nơi Ngài, ắt không bị định tội. Chương 3. Người ta nói rằng, nếu người kia bỏ vợ mình, và nếu khi ly dị rồi, vợ lấy chồng khác, thì người chồng trước có lẽ nào còn trở lại cùng đàn bà đó sao? Nếu vậy thì trong đất há chẳng bị ô uế lắm sao? Vả, ngươi đã hành dâm với nhiều người yêu, còn toan trở lại cùng ta sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy ngước mắt xem các gò hoang, có nơi nào mà ngươi chẳng hành dâm? Ngươi đã ngồi bên đường để chờ đợi người yêu như người Ả Rập trong đồng vắng, và ngươi đã đem sự dâm loạn bậy bạ mà làm dơ nhớp đất này. Vậy nên mưa đã bị ngăn cấm, không được mưa cuối mùa. Dầu thế, ngươi cũng vinh tráng lên như đàn bà dâm đảng, chẳng biết xấu hổ. Từ nay về sau, ngươi há chẳng kêu đến ta rằng, hỡi cha tôi, Ngài là đấng dẫn dắt tôi trong khi tôi trẻ hay sao? Ngài há sẽ cầm giận mãi mãi và nuôi cơn thạnh nộ đến cuối cùng sao? Này, ngươi giàu nói như vậy mà cũng cứ phạm tội theo lòng mình muốn. Đang đời vua Josia, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, ngươi có thấy điều mà Israel là dân bội nghịch đã làm chăng? Nó đã lên mỗi núi cao, đến dưới mỗi cây xanh mà hành dâm tại đó. Ta từng nói rằng, sau khi nó đã làm hết mọi sự ấy sẽ trở về cùng ta. Nhưng nó không trở về. Em gái quỷ quyệt nó là Giu-đa đã thấy. Dầu ta đã bỏ Israel bội nghịch và đã cho nó tờ đẻ vì cớ nó ngoại tình,
ta cũng còn thấy em gái quỷ quyệt nó là Judah chẳng sợ sệt chi, nhưng nó cũng cứ đi hành dâm. Vì nó khinh sự dâm loạn mình, thì làm ô uế đất này, hành dâm với đá và gỗ. Dầu vậy, em gái quỷ quyệt nó là Judah cũng chẳng trở về cùng ta cách hết lòng, chẳng qua là giả dối. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va cũng có phán cùng tôi rằng, Israel bội nghịch so với Judah quỷ quyệt, còn tỏ ra công bình hơn. Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời này. Đức Giê-hô-va phán, hỡi Israel bội nghịch, hãy trở về. Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót. Ta chẳng ngậm giận đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chính ngươi phải nhận lỗi mình. Ngươi đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi đã chạy khắp mọi ngã nơi các thần khác ở dưới mỗi cây xanh mà không vâng theo tiếng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, hỡi con cái bội nghịch hãy trở về, vì ta là chồng ngươi. Trong vòng các ngươi, ta sẽ lựa mỗi thành một người, mỗi họ hai người mà đem đến Si-ôn. Ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi. Các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi các ngươi. Đức Giê-hô-va phán, trong những ngày đó, khi các ngươi sinh sản thêm nhiều ra trong đất, thì người ta sẽ không nói đến hòm giao ước của Đức Giê-hô-va nữa. Người ta sẽ không còn tưởng đến, không còn nhớ đến, không còn tiếc đến và không làm một cái khác. Trong thời đó, người ta sẽ gọi Jerusalem là ngôi của Đức Giê-hô-va và hết thảy các nước đều nhóm về Jerusalem về danh Đức Giê-hô-va mà không bước theo sự cứng cỏi của lòng ác mình nữa. Trong những ngày đó, nhà Giu-đa sẽ đồng đi với nhà Israel, hai đàn cùng nhau từ đất phương Bắc trở về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp. Ta từng phán rằng, ta sẽ đặt ngươi giữa vòng con cái, ta sẽ cho ngươi một đất tốt, cơ nghiệp quý giá của cơ binh các nước là dường nào. Ta từng phán, ngươi sẽ gọi ta bằng cha tôi và chớ xây lại mà không theo ta. Nhưng hỡi nhà Israel, thật như một người đàn bà lìa chồng mình cách quỷ quyệt thế nào, thì các ngươi cũng quỷ quyệt với ta thể ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Có tiếng nghe ra trên các gò trọi, ấy là tiếng con cháu Israel khóc lóc cầu khấn, vì chúng nó đã đi trong đường quanh queo, đã quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại, ta sẽ chữa sự bội nghịch cho. Các ngươi nói rằng, này, chúng tôi về cùng Ngài, vì Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Thật, đợi sự cứu nơi các gò là vô ích, tiếng ồn ào trên các núi là hư không. Thật, sự cứu rỗi của Israel là ở trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Từ lúc chúng tôi còn trẻ nhỏ, vật xấu hổ đã nuốt hết công việc của tổ phụ chúng tôi, bầy chiên, bầy bò, con trai, con gái chúng nó. Chúng tôi phải nằm trong sự xấu hổ mình và lấy điều sỉ nhục đắp cho mình. Vì chúng tôi cùng tổ phụ chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi từ khi còn trẻ cho đến ngày nay. Chúng tôi không vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Chương 4. Đức Giê-hô-va phán, hỡi Israel, nếu ngươi trở về cùng ta, nếu trở về cùng ta và nếu ngươi bỏ những việc gớm ghiếc khỏi trước mắt ta, thì ngươi sẽ chẳng bị dời đi nữa. Ngươi sẽ lấy sự thật thà, ngay thẳng, công bình mà thề rằng, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, các nước sẽ được phước bởi Ngài và vinh hiển trong Ngài. Vả Đức Giê-hô-va phán cùng người Giu-đa và cùng Giê-ru-sa-lem như vậy. Hãy cày mở ruộng mới các ngươi, chớ gieo trong gai gốc. Hỡi các ngươi là người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy tự cắt bì mình cho Đức Giê-hô-va
và cất dương bì khỏi lòng ngươi. Bằng chẳng vậy, cơn giận ta sẽ phừng lên như lửa, đốt cháy các ngươi, không ai dập tắt được vì việc ác các ngươi đã làm. Hãy rao ra trong Giu-đa, hãy truyền trong Giê-ru-sa-lem rằng, hãy thổi kèn trong đất, hãy kêu lớn tiếng rằng, khá nhóm nhau lại và đi vào các thành bền vững. Khá dựng cờ hướng về Si-ôn, hãy trốn đi đừng dừng lại, vì ta khiến từ phương Bắc đến một tai nạn, tức là một sự hư hại lớn. Sư tử ra từ rừng nó, kẻ hủy diệt các nước bắt đầu ra đi khỏi chỗ mình, đang làm cho đất ngươi ra hoang vu, các thành ngươi trở nên gò đống và không có người ở. Vậy nên các ngươi hãy thắt bao gai, khóc và than thở, vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va chưa lìa khỏi chúng ta đâu. Đức Giê-hô-va phán: trong ngày đó vua và các quan trưởng sửng sốt trong lòng, các thầy tế lễ bỡ ngỡ, các kẻ tiên tri lấy làm lạ. Bây giờ tôi nói: ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, thật Ngài đã phỉnh dân này và Giê-ru-sa-lem lắm mà nói rằng các ngươi sẽ được bình an. Những lưỡi gươm đã thấu đến sự sống. Trong thời đó sẽ nói cùng dân này và Giê-ru-sa-lem rằng: gió nóng đến từ các gò trọi nơi đồng vắng, thổi trên con gái dân ta, nhưng chẳng dùng để dê lúa được và cũng chẳng làm cho sạch được. Lại có gió lớn hơn nữa vì ta mà đến. Nay ta sẽ rao sự đoán xét nghịch cùng chúng nó. Này, nó sẽ lên như một đám mây, xe cổ nó dường cơn gió lốc, ngựa nó lẹ như chim ưng. Khốn cho chúng ta vì bị hủy diệt. Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngươi, hầu cho ngươi được cứu. Ngươi nuôi những ý tưởng gian ác trong lòng cho đến chừng nào? Vì có tiếng đến từ đất Đan, từ gò Ê-phra-im rao truyền tai vạ. Hãy báo cho các nước, hãy rao cho Giê-ru-sa-lem rằng: kẻ vây hãm từ phương xa mà đến và kêu la nghịch cùng các thành Giu-đa. Chúng nó vây Giê-ru-sa-lem như kẻ giữ ruộng, vì thành ấy đã nổi loạn nghịch cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đó là những sự mà đường lối và việc làm của ngươi đã chuốc lấy cho ngươi. Đó là sự gian ác ngươi. Thật, sự ấy là cay đắng, thấu đến trong lòng ngươi. Ôi, tôi đau lòng, đau lòng. Cơn đau đớn quặn thắt lòng tôi. Lòng đang bối rối trong tôi. Tôi không thể làm thinh. Hỡi linh hồn tôi, vì mày nghe giọng kèn và tiếng giặc giả. Hủy diệt càng thêm hủy diệt, báo tin chẳng dứt, cả đất bị phá tán. Nhà tạm tôi thình lình bị hủy, màn chán tôi bỗng chốc bị hư. Tôi sẽ thấy cờ và nghe tiếng kèn cho đến chừng nào? Thật, dân ta là ngu muội, chúng nó chẳng nhìn biết ta. Ấy là những con cái khờ dại không có trí khôn, khéo làm điều ác mà không biết làm điều thiện. Tôi xem đất, này là vô hình và trống không. Xem các tầng trời thì không có sự sáng. Tôi xem các núi thấy đều rung động, mọi gò đều lung lay. Tôi xem chẳng còn một người, hết thảy chim trời đều trốn tránh. Tôi xem thấy ruộng tốt đã trở nên đồng vắng. Hết thảy các thành đều bị hủy phá trước mặt Đức Giê-hô-va bởi cơn nóng giận của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy: cả đất sẽ hoang vu, nhưng ta không diệt hết. Bởi cớ đó, đất sẽ sầu thảm, các tầng trời sẽ tối đen, vì ta đã phán, đã định, thì chẳng đổi ý, chẳng xây lại. Nghe tiếng ồn lính kỵ và lính bắn cung, thì hết thảy các thành đều chạy trốn, núp trong rừng cây, leo lên vần đá. Các thành đều bị bỏ, chẳng có người ở. Còn ngươi, khi đã bị phá hủy thì sẽ làm gì? Ngươi dầu có mặc áo màu tím, trang sức đồ vàng, lấy mực vẽ mắt, làm cho mình ra đẹp cũng là vô ích. Người yêu ngươi cũng khinh ngươi, mà đòi sự sống của ngươi. Vì ta nghe tiếng,
như tiếng đàn bà đẻ, tiếng thảm thương như tiếng đàn bà đẻ con so. Ấy là tiếng con gái Sion thở và giang tay ra mà rằng: khốn nạn cho tôi, linh hồn tôi đã ngất đi trước mặt kẻ giết người. Cảm ơn Chúa, lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.